Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức 24h TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Số phận 23 người con nuôi của Phi Nhung sẽ thế nào sau khi nữ ca sĩ qua đời? Ca sĩ Phi Nhung qua đời không chỉ để lại hành trình thiện nguyện còn giang dở lời hứa hẹn cuối cùng với con gái ruột, mà còn khiến mấy chục trẻ mồ côi được chị nhận nuôi là một lần nữa mồ côi mẹ. Thông tin ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Trợ Rẫy sau thời gian dài chống chọi với Covid-19 đã khiến đồng nghiệp khán giả thương xót. Còn với con gái ruột của nữ ca sĩ Wendy Phạm và hơn 20 trẻ mồ côi được chị nhận nuôi thì đó là nỗi đau quá lớn. Wendy hiện đang sống ở Mỹ còn 23 người con nuôi của Phi Nhung. Một số sống cùng nhà với chị, số còn lại sống ở chùa Phước Lạc, tỉnh Bình Phước. Nữ ca sĩ qua đời, những đứa trẻ mồ côi được chị nhận nuôi lại một lần nữa mồ côi mẹ. Nhiều người lo lắng, Phi Nhung không còn nữa thì ai sẽ chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi này. Trước khi qua đời, Phi Nhung luôn dành tình thương và chia sẻ về các con nuôi của mình. Nhà sĩ Nguyễn Văn Trung tiết lộ rằng, trong câu chuyện của mình, nữ ca sĩ luôn lo lắng cho Hồ Văn Cường và các con nuôi. Một người mẹ luôn hết lòng yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình cả những đứa trẻ không cùng máu mủ. Chị luôn hỏi em, có bài nào cho cường không em? Có bài nào cho hai con gái của chị không em?" Nam nhạc sĩ chia sẻ. "Không riêng gì nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, nhiều người xót xa khi những ngày cuối đời, ca sĩ Phi Nhung không được gần gũi các con. Cũng từng có thông tin cho rằng trong quá trình điều trị COVID-19 tại viện, khi nghe ai đó nhắc đến các con, nữ ca sĩ xúc động bật khóc." Ở thời điểm bệnh tình của Phi Nhung chuyển biến nặng, những đứa trẻ được Phi Nhung nhận nuôi đang sống tại chùa cùng sư cô thân thiết nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ tại hải ngoại, Chi Chi Phương Trinh. Trong clip sư cô gửi lời cảm ơn Chi các con nuôi của Phi Nhung bật khóc cầu cứu. Chúng con cảm ơn cô rất nhiều vì đã vì mẹ Phi Nhung mà tặng tiền cho chúng con, lo cho chúng con ăn học. Cô Chi di Phương Trinh ơi, mẹ Phi Nhung của chúng con đang bị bệnh nặng lắm. Ngày đêm, chúng con chỉ biết tụng kinh cầu nguyện cho mẹ tai khoa nạn khỏi. Bệnh tật tiêu trừ để về với chúng con Chúng con nhớ mẹ nhiều lắm Cô ơi, cô cứu mẹ Phi Nhung của chúng con đi Chúng con sẽ bơ vơ lắm Chúng con sợ không biết sống thế nào nếu không có mẹ Sợ mẹ bỏ chúng con Quá thương xót những đứa trẻ Ca sĩ Chi Di Phương Trinh Đã hứa sẽ phụ Phi Nhung lo cho tương lai của các bé Nghe tiếng cầu cứu của các con Phi Nhung Mà thấy mình bất lực Chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm thế nào Để mẹ Phi Nhung về nhà với các cháu các con ơi, các con đừng lo Các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đâu Cô sẽ phụ mẹ để lo cho tương lai các con Mẹ Phi Nhung không nỡ lòng bỏ đi Khi nghe tiếng khóc của các con Kêu nhớ mẹ như thế đâu Chi Di Phương Trinh viết trên trang cá nhân Và trong chiều ngày 28 tháng 9 Khi nhận tin buồn về người em thân thiết Chi có chia sẻ Nhắn nhủ xúc động tới nữ ca sĩ quá cố Các con nuôi của em đã có chị lo Người văn lời chia sẻ Của ca sĩ Chi Di Phương Trinh Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước khi bác sĩ báo tin buồn cho gia đình, nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật. Chị lịm người khi nghe tin em đã ra đi Nhung ơi, chiếc khăn tang em đeo cho chị cách đây 2 năm khi ba mất, không ngờ có ngày chị lại phải đeo nó cho em. Cô tiên nữ tên Phi Nhung đã được kêu về trời, em về vui em nhé, nợ Trần em đã trả xong, cũng như trả hết những lời cay nghiệt người đời đã dành cho em. Cô tiên trước khi bay về trời phải trải qua thử thách và em của chị đã làm rất tốt. Chị luôn tự hào về em, về con người cũng như tiếng hát phi nhung mà chị đã may mắn phát hiện cách đây 30 năm. Em ra đi thanh thản em nhé, không còn gì để vướng bận. Các con nuôi của em đã có chị lo. Riêng Wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các dì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng. Chị biết em đang khóc, đừng khóc nữa nhé, phải đẹp, phải cười thật tươi vì mình đang được rước về trời mà. Đừng buồn, một ngày nào đó chị em mình sẽ gặp lại nhau thôi, thương em nhiều. Được biết, Gigi Phương Trinh đã quyên góp được 25.000 đô trong tiệc sinh nhật của mình để gửi về Việt Nam cứu trợ đồng bào dưới tên Phi Nhung. Những chiếc xe cứu trợ mang tên Phi Nhung, hành trình không gục ngã, đã đưa nhu yếu phẩm đến bà con và các mái ấm tình thương ở xa trung tâm thành phố. Trước đó vào tháng 7 năm 2021, Phi Nhung dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái cũng như tái ngộ khán giả hải ngoại. Nhưng cuối cùng lại chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì muốn thực hiện việc thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Phi Nhung và Gigi từng lên kế hoạch sẽ gây quỹ để ủng hộ tiền mua máy thở cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Tiết lộ bí mật ít ai biết về ca sĩ Phi Nhung, nữ hoàng băng đĩa một thời. Phi Nhung phát hành hàng trăm album và được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa. Cô cùng Mạnh Quỳnh tạo nên cặp song ca được yêu thích ở Vipop. Ngày 28 tháng 9, Phi Nhung qua đời sau thời gian dài chống chọi với Covid-19. Công chúng và đồng nghiệp thương tiếc trước sự ra đi của nữ ca sĩ. Trong suốt nhiều năm sự nghiệp, Phi Nhung đã để lại dấu ấn với dòng nhạc trữ tình. Nữ ca sĩ thậm chí từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa với hàng trăm CD đã phát hành. Nữ hoàng băng đĩa một thời. Phi Nhung có chất giọng hát ngọt ngào, giản dị, cảm xúc pha lẫn chất khàn đặc đặc biệt và khác biệt. Hình ảnh nữ ca sĩ có gương mặt lai thể hiện những ca khúc trữ tình về tình yêu quê hương đất nước bằng giọng hát giàu cảm xúc đã im đậm trong tâm trí khán giả suốt nhiều năm qua. Hoàn cảnh khó khăn cơ cực, Phi Nhung phải sang Mỹ từ năm 19 tuổi để kiếm tiền lo cho các em. Trong những ngày đơn độc giữa căn phòng trọ, nơi đất khách quê người, Phi Nhung bầu bạn với âm nhạc. Chỉ những ca khúc về quê hương, mưa nửa đêm, ngậu hương lý qua cầu, bông đi điển giúp Phi Nhung vơi đi nỗi nhớ nhà. Thời ấy Phi Nhung làm đủ nghề, từ may vá quần áo, sản xuất đèn cầy và có đêm chỉ ngủ 3 tiếng. Cơ duyên gặp Chi Phương Trinh làm thay đổi cuộc sống của Phi Nhung và giúp cô đến gần hơn với đam mê âm nhạc, tưởng chừng như rất xa vời bởi cuộc sống mưu sinh. Nhờ sự giới thiệu của ca sĩ Chi Di Phương Trinh, Phi Nhung bắt đầu đi hát tại các sự kiện nhỏ với mức ca xe khoảng 100-200 đô một đêm. Được ca sĩ bắt đầu được khán giả chú ý sau khi cùng danh ca Thái Châu thể hiện ca khúc Sông Quê tại một đêm nhạc. Từ đây, cuộc đời Phi Nhung bước sang trang mới. Tiếng hát của cô đến với đông đảo khán giả hơn trong 4 năm đầu tiên đi hát, từ năm 94 đến năm 98, Phi Nhung cho ra mắt hơn 15 CD. Trong đó, những đón mắt hỏa châu là CD đầu tay ra mắt năm 1994. Phi Nhung kể, ban đầu cô chỉ dám in 1000 000 bản, thậm chí luôn mang theo bên người để giới thiệu tới khán giả sau mỗi đêm nhạc. Tuy nhiên, Phi Nhung cũng không ngờ sản phẩm của cô nhanh chóng được chú ý và bán rất chạy. Nữ ca sĩ từng kể, cô mang theo bao nhiêu CD là bán hết bấy nhiêu. Những năm cuối thập niên 90, Phi Nhung phủ sóng dài đặc, thậm chí khán giả lẫn người trong nghề gọi Phi Nhung là nữ hoàng băng đĩa bởi lượng CD phát hành lớn và luôn đạt doanh số cao, thậm chí xếp vào hàng kỷ lục. Sau 17 năm làm nghề, Phi Nhung có gần 140 CD solo và khoảng 50 album song ca cùng danh ca Thái Châu, ca sĩ Mạnh Quỳnh, con nuôi Hồ Văn Cường, ca sĩ Quang Lê, Chế Linh, Dương Ngọc Thái. Chưa kể, cô hợp tác với nhiều trung tâm và góp giọng trong các CD tổng hợp do họ phát hành. Chẳng hạn Tình, Mây, Thùy Anh, Làng Văn, Vân Sơn, Asia hay sau này có Thúy Nga. Áo xanh phát hành giữa thập niên 90 hẳn là một trong những MV ý nghĩa nhất đối với Phi Nhung. Đây là MV duy nhất giữa gia tài sản phẩm âm nhạc đổi sộ của Phi Nhung với sự góp mặt của con gái Wendy. Khi mới phát hành, khán giả không hay biết diễn viên nhí trong MV chính là con gái của Phi Nhung họ chỉ ấn tượng với cô bé có nét giống phi nhung và diễn xuất tự nhiên em vi tái hiện cuộc sống nghèo khó cơ cực và những gian nan phi nhung đã trải qua áo xanh đã trở thành các khúc yêu thích gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả phi nhung cho biết từ nhỏ cô đã thích nghe những bài cải lương dân ca và ước mơ trở thành ca sĩ bởi thế sinh ra và lớn lên ở vùng đất cao nguyên nhưng trong suốt những năm tháng sự nghiệp phi nhung gắn liền với các ca khúc trữ tình hoặc những bài hát về quê hương, mông điên điển, ai khổ vì ai, tình đẹp mũi trôm trôm, nhớ mẹ lý mồ côi, đều là những ca khúc kinh điển gắn liền với giọng hát của cô. Cặp người tình âm nhạc khó thay thế. Phi Nhung đã song ca với nhiều nam ca sĩ, nhưng Mạnh Quỳnh có lẽ là đồng nghiệp ăn ý nhất. Mạnh Quỳnh cũng từng khẳng định Phi Nhung là bạn diễn ăn ý và không bao giờ có thể thay thế. Theo nam ca sĩ, anh và Phi Nhung diễn tự nhiên không gò bó, Mạnh Quỳnh nhấn mạnh khi diễn với bất cứ đồng nghiệp nào khác, anh cũng không tìm được sự thoải mái như khi đứng cạnh Phi Nhung. Trong khi đó với Phi Nhung, Mạnh Quỳnh cũng như tri kỷ khó gặp giữa cuộc đời. Họ đã cùng nhau thể hiện thành công nhiều ca khúc xa người yêu, tình nghèo, đừng nói xa nhau, sầu tím thiệp hồng. Trong show diễn cùng Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh ở Hà Nội vào tháng 4, Phi Nhung gặp sự cố mất giọng. Phi Nhung chia sẻ trước đó, cô diễn ba show liên tiếp, mất ngủ cộng thêm thời tiết Hà Nội lạnh nên sức khỏe không tốt. Phi Nhung gọi sự cố mất giọng là một vấp ngã trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ở một trong những show diễn cuối cùng, với Mạnh Quỳnh nói riêng và trong sự nghiệp nói chung, Phi Nhung đã làm thỏa mãn cảm xúc của khán giả. Vẫn những ca khúc quen thuộc và giọng hát tình cảm ngọt ngào, có một lần nữa ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Những năm gần đây, Phi Nhung ít ra sản phẩm âm nhạc hơn trước cô tập trung đi diễn sự kiện lớn và đảm nhận vai trò giám khảo trong các chương trình âm nhạc với Bolero. Một chương trình Phi Nhung làm giám khảo vừa lên sóng là solo cùng Bolero. Trước đó, nữ ca sĩ cho biết có nhiều game show mời, nhưng cô chỉ nhận lời solo cùng Bolero vì show thực tế gần gũi với đời sống. Phi Nhung từng chia sẻ, nếu solo của Bolero diễn ra mãi thì tôi xin làm giám khảo đến già luôn. Tôi có thể bị chửi cũng không cần quan tâm. Tôi thà bị chửi nhưng thí sinh phải tốt, tiến bộ và giúp chương trình chọn được quán quân xứng đáng. Tôi cũng thích các bạn trẻ hát bolero phá cách mới mẻ. Trước đó, cô ngồi vị trí giám khảo ở hàng chục chương trình khác, ngôi sao phương Nam, cặp đôi hoàn hảo, ban nhạc quyền năng, hãy nghe tôi hát, bạn có thực tài, kịch của bolero, tài tử tranh tài, gia đình nghệ thuật, duyên dáng bolero. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới của chúng tôi để đội ngũ có thể kịp thời trả lời quý vị. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức 24h TV.